Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước cơn bão số 4 Noru, quận Sơn Trà đã chỉ đạo các phường khẩn trương triển khai công tác sơ tán dân và phải hoàn thành trước 14 giờ chiều nay. Các phường đều đã chuẩn bị sẵn sàng các điểm sơ tán dân. Hầu hết các điểm trường học trên địa bàn quận Sơn Trà đều được trưng dụng thành điểm sơ tán người dân. Được biết, từ chiều qua, lực lượng địa phương đã dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón người dân vào lưu trú, cũng như đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân ở các điểm này. Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà dự kiến quận có gần 3.000 hộ gia đình với trên 10.000 nhân khẩu ở khu vực xung yếu trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, Mân Thái và Thọ Quang cần được sơ tán. Ngay sáng hôm nay, một số cái hộ dân chúng tôi cũng đã tiếp tục chỉ đạo cho các phường đã vận động bà con nhân dân lên. Và hiện nay về thực phẩm thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các phường tổng rà soát là cái việc đó để đáp ứng cái nhu cầu cần thiết cho bà con nhân dân, kể cả cái việc nước uống, cái việc sinh hoạt của người dân. Và những em bé nhỏ thì chúng tôi cũng phải có những cái sữa, cái cháo, cái việc nó phục vụ, cái việc đó cho nó kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo quận Sơn Trà cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương tại các điểm trường học này nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Những trường hợp nào mà không lây, không đi sơ tán thì chúng tôi phải dùng biện pháp, đó là biện pháp cưỡng chế để đảm bảo cho được cái an toàn, cái tính mạng, cái tài sản của nhân dân. Ở những khu vực dân cư xung yếu, toàn bộ nhà cửa đã được người dân dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng chăn chống kỹ càng ngay từ hôm qua để an tâm lên các điểm sơ tán.